Và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp tục tô màu nhé các bạn.
Vậy nên câu 1 xong đi các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn.
Vậy cái tôm màu xanh chứ không?